lý cũng chỉ đến vậy thôi, không thể xử lý cao hơn được nữa. Phí quá, quả anh phí quá, anh gốc đẹp. Không sao, bắn thế được rồi, hợp Căn lý bản là mà. cái thùng container nó có cái nó có cái ở bên phải ấy, nó dài ấy, anh sợ nó móc ra đằng sau quá, móc sang bên phải là anh coi như là hỏng luôn. Ai có súng làm vua, ai có súng làm vua, ai có súng làm vua. Bố con thằng nào đâu? Chết Ơ, rồi, không có súng. không có ai này. Sao không nhặt được vậy? Rồi rồi, không có ai em ơi. Không có Nà ai mà ní. không có ai thì méo nó được. Còn nha. Ok. Trời ơi, em quên. Hôm nay lỗi âm thanh quá, không nghe rõ được cái âm thanh làm sao bắn được đây. Dám trèo lên trên mái nhà. Láo. Không, bọn này rơi sau, bọn này rơi sau, nó sợ, nó nấp trên nhà đấy. Ok, chết rồi. Hèn gì nghe cái tiếng chân. Có người đấy thôi à? Đâu còn mà. Còn không? Đấy, anh đang đi tìm không nghe được tiếng chân nữa rồi. Em nghe hai thằng Đợi. rơi xuống rồi, em nghe hai thằng rơi xuống rồi. Nếu nghe thấy hai thằng rơi xuống, một thằng em lốc, một thằng anh lốc là hết. Có thể như thế. Thì vừa vừa lút vừa vừa đề phòng thôi, Ok. vẫn như mọi khi. Nghèo quá, nghèo quá. Chị Milona, mình có liên quan gì đến Milona đâu, mình chỉ biết chơi chơi đấy à, gọi là có gặp nhau, có biết nhau thôi. Yên yên yên, có một thằng ngoài bờ tường em này, anh bắn được đấy, ngoài bờ tường của em. Ok. À, láo, thằng này láo. Bắn em chưa? Nó bắn em Xong rồi. chưa? Nà ní. À, đậu. Đơn giản Thôi, vậy. em chết rồi. Nhanh, nó ngay ngoài viền tường. Kìa, ngoài viền tường kìa. Kinh Sao? sai chỗ, vãi chưởng thật. Cứ tưởng là nó qua bên kia, thằng này đổi góc nhanh đấy. Chết chào rồi, cái tường này không nhảy, không trèo qua được. Chạy vào 4 Đây đây phút đây, à, đang đâu đang đang. mới knock lần một thôi, À quên 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 quên. Tưởng nó cày thêm em, cho em một một ít đạn vào người cày không? thì méo được. Thằng này cũng không vào Ôi được. ôi ôi. Cứ tưởng là Nó trên không vào được, PC. nó bên nó không giống như ở trên PC, Đúng rồi đúng PC thì rồi, vào được rồi ấy. nó không vào được. Nó không Có vào máu được chưa? thì nó có này. Trời ơi, kinh góc. Thế là sạch rồi đấy. Hết rồi đấy, clear đấy, một team. Thế méo nào nó nhặt được súng ở đâu nhỉ? Nó chạy ra ngoài cái khu chuồng ngựa. Em nghe Ồ, tiếng bên đấy này đi. mà. Nghe một thằng đi lộc cộc ở ngoài rồi. Tức quá. Không kiếm được mấy khẩu BD kiểu SKS bắn cho nó đỡ đỡ chán tay ta. Thôi, lại có bot ở đây nữa. Chém nó. Có boss cũng chê. Phải bot không vậy? Không phải bot, không phải bot. Toàn đâu à? Không, solo squad, solo squad. Ừ? Solo squad đấy. Ừ, solo squad. Liều vậy. Đi thôi. Còn lưu luyến cái gì nữa? Chơi game Nà này ní. sợ sợ nhất là gặp mấy cái thằng mà cứ như là boss thì mình không để ý. Này này, đạn xây này, đạn xây này. Thôi anh đủ rồi. Ấy đủ thôi. Lấy nhiều làm gì?
có súng đạn, bắn súng đạn xanh đâu. À ý em là anh Tuấn mời. Mình có là gì đâu mà mời, trời ơi. Mời gì? Mời Minona. Trời ơi, nghĩ gì vậy? Khó lắm. Nếu phải giả lập đâu, tao chơi giả lập tao biết. Mày chơi có nóng hay hao pin gì không? Dĩ nhiên là nóng rồi bạn ơi. Máy nào mà chơi chả nóng, máy nào mà chơi chả hao pin. Ê chạy Đã đâu ấy, chưa? qua bên này đi. Đây 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 đây, đã nóng lại còn phải livestream nó còn nóng hơn nữa. View mấy chị kia lên như nước lũ, còn Tún thì như lọc cà phê. Tún là hết Em thời kết găng bạn minh ấy rồi. rồi, fan. Ok, mình rất nhiều lời mời kết bạn nhưng thực sự là nó full bạn bè rồi bạn ạ. Nếu mà còn thì mình cũng kết bạn hay với tất cả các bạn nhưng cơ bản nó full rồi ấy. Thì rất là khó. Sao thế hả Dung? Anh tên thật là Thật sự gì? hôm nay Mình mình tên stream mình cảm thấy rất là buồn anh em nhé. Chả hiểu anh em nghĩ gì nói những câu như vậy luôn. tên thật mình vẫn là Ân thôi. Các bạn nhớ đừng quên qua ủng hộ anh trai mình với nha. Tuy là nhảy hơi súc vật một Anh kia tí. cái đậu phộng. Thôi Đang định thank you mà thôi nghĩ lại. đâu Có xe máy kìa Ân ơi. ok Trước mặt em. ok Sang đón anh. Ừ? đón anh làm gì vậy? Ô nhìn như có thằng nó nấp nấp ở đây nhỉ? Không phải. Ừ, cẩn thận nha, nhiều thằng solo squad ấy nó chơi nó gặt gió đấy, Thính 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 thính. nó gặt Thính gió thính. là không đùa Thính đâu bay nha. thẳng vào mặt mình. Đâu Đây 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 đây. Dừng 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 xe xuống xem nó thả ở đâu đã. Đi lấy thính nào. Vẫn luật chữ cũ. À thôi luật cũ đi. cái này, cái dây này nó nặng quá, nó kéo cái màn hình điện thoại khó bắn vậy. Em mạnh lên không không sợ cái cáp nó hỏng đâu. Đi thôi em ơi, chưa thả. Để anh nhìn cho. Ok. Em cứ đi theo để ý đường, bao giờ nó thả anh bảo. Ui, đến đây mà vẫn chưa thả. Coi ra bo chưa? Đâu, bo mà mình là rìa bo mà. Thế anh nghĩ là thả ở Jun đấy. Ok Phi ok. phi thẳng đến Jun đi. Ok. Jun Kiat kìa. Ok, bấy bề thôi. Ý, gắt không? Vãi trưởng thật. Nhìn đi, nhìn thính đi. Thôi, lại nhìn fan rồi. Không nhìn thính rồi. Không, em thính bay máy bay bay khuất rồi mà. Ờ. Em đi sai hướng rồi, thính bay từ cái điểm Biết vàng ra rồi. run mà. Biết Nó rồi. ra tọa độ này này. Đang né cái đống nhà này. Đống nhà này khó đi đó. Kìa kìa, thính kia hướng Đâu? 120 SE. 120 120 cái SE. ngọn núi nhọn hoắt đấy. Ok. Nhìn thấy chưa? Chưa. Nà ní. Ở rìa núi. Bây giờ em chỉnh giữa 120 và SE là chuẩn chuẩn luôn. Đấy đúng rồi đúng rồi. Ok. Cứ đi thẳng. Ủa sao em không nhìn thấy nhỉ? Anh không biết được. Chắc là do máy rồi, do chỉnh setting hơi bị cùi bắp rồi. Anh Kênh cũng anh chỉnh Tuấn. giống giống em à. Bệt. Kênh anh Tuấn là Tuấn HC nha. Ok, đi 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 đi. Rồi, dịch sang trái một tí em ơi. Trái nào? Ok. Sang trái. Nữa. Từ từ bình tĩnh. Ok. Nó ở sau đúng đúng sau cái dãy núi. Tránh khu nhà ra. Khu nhà này ít bọn nút đây lắm. Thế Không á? phải không phải như PC đâu. Từ khi bo vào đây thôi à. Này đi. Đây Kìa kìa kìa, con phải đi. đây Ô, đây. đệt Chết không? Chết không? Wow, chết 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 chết. Ô, cái gì đây? Đâu, thính đâu? Cứ đi thẳng đi, đi thẳng, đi thẳng, hướng S. Đâm thẳng hướng S. Ok. Ok. Nhìn đi, đừng có Ôi, mọi người cứ xem thôi. ngồi coi fan mà cười cười. Giờ dạy cả anh đấy. Đi đi xuống xuống đồi, xuống chân đồi.
Anh thấy hình như nó thả đằng sau lại máy bay nữa kìa. Thôi. Ui trời ơi, thả nước. Có xuồng kìa, xuồng kìa. Xuồng Đâu, hướng đâu, đâu, đâu. SE-150. SE-150 phi thẳng. Thẳng xuống, thẳng xuống, thẳng xuống. Nhìn xuồng chưa? Rồi thấy. Đó. Mà thính đâu? À đây rồi. Tính Đâu, kia. xanh. Vẫn chưa nhìn thấy à? Chơi thính mất dạy vậy. Đâu, ổng đã lên trước rồi. Bình thường nhìn thấy thế như này ngán lắm, trừ phi mà đi thuyền thôi. Anh trai anh tên gì vậy, em vô xem. Tên là Đi Tuấn nào. HC nha. Let's go. Thính kìa. Các bạn đang nói cái chuyện gì vậy, tên là gì? Tên là Tuấn HC đấy. Các bạn có thấy quen không ạ? Có một thanh niên đi lên từ ập ít. Xuống xuống lút đi kìa. Hay anh. Một thanh niên đi lên từ ập ít. Các bạn biết ập ít là cái gì không ạ? Nói linh tinh để đập cho bao giờ chứ này. M249 này anh ơi. Em lấy đi. Thôi thôi thôi, em không có bắn. Nả đi. Ok. Lút nhanh vậy. Nhanh, nó có mỗi cái mũ ba thôi à? Anh Không, dùng anh phần mềm bảo anh gì lút lai gì mà vậy? nhanh. Mình dùng OBS nha. Ván sau Bình chơi bên thường. chị da trắng đi anh. Chị da trắng hình như là có việc bận Lên hay là lên đây về luôn chị em đấy nhá, lên đây rồi, luôn thực nhá. sự là không có thể ở giao đâu. À, chị da trắng bắn với team nào rồi đấy? Không bắn với team mình. Mèo. Thực sự cái đấy mình cũng không rõ lắm ấy. Chị da trắng sao Thì rồi? ai chơi mình thì chơi chứ. Ờ đúng rồi, Làm ai sao ép chơi ép em làm sao ép được họ chơi cùng với mình. mình không thể ép họ được, nên thực sự là các bạn cũng phải thông cảm cho mình nha. Mình cũng gạ nhiều lần rồi nhưng cơ bản là không được. Mình đây người con nhà lành sống như vũ nương vậy, chưa gây xích mích với ai bao giờ. Anh có nhớ cái chỗ này không, chỗ mà spawn NPC đây? Ôi Ô, ôi chết rồi. đẹp không anh em? Ô có người đây. Thôi, thôi. Vãi trưởng, mình bị quất cây ạ. Sao lại có người ở đây? À sao Chết lại có rồi em bot ở đây? ơi. Sao? Đảo mà vừa rồi mình phi thuyền lên trên mất rồi. Tí bơi đấy. Ôi thôi xong. Ngu này, ngu này. Có đẹp trả luôn. Mẹ. Thôi, vãi trưởng ạ. Anh quên mất. Thôi, lát bo. Lát chạy bo SML rồi. Đâu ấy? Boss em ơi. Mấy con boss này cứ để anh ăn mạng. Vãi trưởng. Sao anh bắn nó mà nó không chết? Mày bắn nó lại chết nó nào? Em không biết. I don't know. Anh bắn nó tóe máu không chết này. Này. Không biết, không biết. Này. Không chết luôn. Lag dam rồi, bị lag dam rồi. Game nó hay lỗi. Vãi Game này nó hay lỗi. trưởng ạ. Game nó này hay lỗi Cảm mà. thấy buồn quá. Ủa sao em được 4 kill rồi? Tự nhiên để ân ăn mất mạng. Ủa, em nhớ em chỉ giết được một thằng trong đấy thôi mà. Sao lại lên tận 4 Thôi kill đi nhỉ? em liếm nhanh vãi trưởng ra. Ai, làm gì có. Lưỡi dài. Em là người hiền lành. Đi tìm xuồng đi, ông tí nó bơi sắp mặt lòe rồi đấy. Lụt đã, không có máu. Nút làm chi nữa. Ôi, trận nào em cũng thiếu máu nhỉ. Bắn nó không tự tin gì cả. Anh chỉ cần cái này là đủ rồi. Ui, lại 8x này. Anh cần 8x Cho không? xin cái 8x cái. Đây đây đây. Anh chưa có cái gì cả. Anh có lút liếc gì đâu. Thế mà cho. Ui ca luôn này. Thế cho anh Trời ca. ơi. Bo Em có rồi đúp. đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Thôi thôi giàu Rồi vậy. rồi rồi rồi. Có thể vớt giàu hơn được không? À thính Coi này. như là nhặt cho anh chứ làm sao. Tính này tính này. Tính không nhặt được đâu. Mình đang ở bờ, mình bơi sắp mặt lèn ra ngay. Ui thính đây trong bờ rồi. Thính đâu ngoài này. Bo ra đây thì vui nhờ. Lát có bo Thì ra đây thì lại vui. thế có đi luôn không hay là chờ bó? Không biết không biết. Bó ra đây thì thốn cái bọn ở bên trong đấy trường. Ờ. Chắc Thằng nào bơi ra giết hết, hiểu không? Thằng nào là bơi. nó lẻ, nó phải gọi là chửi cả cuộc đời vì cái bó này. Thằng nào bơi ra giết Xuồng xiếc là nổ hết ở M249. hết. Ờ. Xiếc là AK với bắn nổ M249 an tành ấy. sấy thì tan tành hết.
Hay đợi bò, hay là chạy bò, Ờ, bò luôn, à, bơi luôn. đây anh đang đi tìm xuồng, em cứ lút đi anh đi tìm xuồng. Thiệt là Cứ có dễ. xuồng là ngon mà. Thiệt vậy đó hả? Có đủ được xuồng xuống dưới nước không? Ui lại ca nữa này. Trời ơi, Trưởng nhiều vậy. giàu vậy, Em không ơi, biết tin sao buồn, không có lại bất cứ một cái xuồng nào nhá. khám phá hòn đảo mới. Hòn Hòn đảo siêu đảo giàu. siêu giàu hả? Ừ, giàu vãi chưởng. Cái ca đâu ra lắm vậy. Ngập ngụa trong sự giàu sang. Ừ, lạc, 23 anh giờ. em mình lạc rồi. Khám phá hòn đảo mới. Mình với Ân chơi thì cứ chán chán thì nghỉ thôi, 12 giờ, tầm 12 giờ, 12 giờ hơn. Mấy giờ? Tớ Mới tầm 12, 11 rưỡi chưa đến. tầm 12 giờ là nghỉ được rồi đấy. Cho hỏi ngu phát là anh em cùng nhà hay quen biết vậy? Mình quen biết thôi. Quen biết thôi, không có phải anh em đâu. Anh em gì với túm súc vật này? À được. Ừ, Nhớ đấy, nhớ câu đấy, mẹ đừng bao giờ inbox thế các kiểu nữa. khẩu Mình ca tạm chia ta biết tay nhau nhé em, để kinh vãi. ta biết được có yêu nhiều hơn. Thôi im đi, Động phộng. đau đầu Mà lắm. hôm suốt ngày yêu cầu hát được không? Thôi Up stream cái là bây giờ anh ấy hát hello mọi em người mà nha. Anh động like phộng. mấy giờ vậy? Chắc cũng tầm 12 giờ nghỉ với nha. Sấy khô máu nó đi. Ok bạn. Bây giờ nên đi đâu ta? Ôi, bò bò trong đất liền rồi em ơi. Đi thôi, đi thôi, Thôi đi thôi thôi. thôi, con bo đi trong đất liệt thì đi ngay, không đi ngay thì sấp mặt đấy. Ôi, chết cha, không có điểm lên. Thôi xong. Phải phải ra tận đây mới có điểm lên này. Thôi đi, nhanh 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 đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Thôi Chết ơi. bò nhục lắm. Uống Thôi nước ơi. vào, uống nước vào bơi cho nhanh em ơi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ui mình. Ok. Thôi ơi. Bơi xuống sâu quá. Sắp chết đuối. Phải trưởng. Đắp bom cho lật thuyền ra. Ý kiến hay đấy. Thì Nó cơ không vật bản lý cũng được như trong ở ừ, PC cho lắm. không như PC. Cái điểm này lên được không? Không lên được. Một lần anh chết ở đây rồi đấy, trên PC anh chết ở đây rồi đấy, không nhớ à? Anh cứ tưởng là lên được, anh cứ bị bom lội hết cả một cái đoạn này, cuối cùng không lên được. Cay Thôi vãi. xong, anh em mình chết bo rồi, khám phá ra nơi rất là giàu, ốc đảo, nhưng phải chết ở đây. No, anh sẽ không Ây chết đâu. da, Còn một bao đường nhiêu cho nữa? Còn khó 1 phút nữa đó. em ơi. 1 phút vừa lên 9.000 nào. Một đề, ok. Một phút À hình vừa lên như cái góc này 9.000. thoải thoải đấy. Để anh thử nghiệm. Em cứ bơi thẳng đi, để anh thử nghiệm. Ok. Ui lại máy bay bay thẳng vào mặt mình kìa. Đậu xanh. Ủa cái góc này mà không lên được á? Vô lý vậy. Có khi nào mobile nó làm lại không? Có thể. Một đợt anh bơi ở đây là không không lên được, không thể lên được. Thôi. Nó có cái viền nhô nhô ra ấy, nó không cho nhân vật nhảy lên. Đúng rồi. Thế thôi, khám phá xong miền đất hứa Là hẹo. và chết. Vùng đất siêu giàu hiểu không? Khám phá Ê, hòn đảo siêu ô. giàu. Mày cút đi lông ạ. Ê, no. Thôi xong rồi, chết bo rồi. Bo đến rồi. Bây giờ không lên được mới nhục đây này. Cái này chết nhục này. Em lên rồi, nho lên được anh ạ. Có fan bảo nho lên được này. Đây Đéo đây đâu em anh này. đang Đéo đâu. anh Nhìn cố là gắng biết là lên. đéo lên được rồi. Thôi. Thôi chết ở đây. Không không lên được, không lên được. Nó như PC, cái này nó làm như Ôi, PC. góc anh lên được, góc anh lên được. Em ơi. Ok. Búc lác lên được, búc lác lên được. Chạy đi, thế chạy đi xem nào. Đây đây, đây anh lên rồi này. Anh đang đứng ở trên bờ à? Ok, thế lên luôn đi. Đứng đấy làm gì? Đấy, đứng để đánh dấu mày. Ok. Thế là có người lên đây rồi nên bảo lên được đấy. Giật 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 giật. Ok Là ok. búc lác thôi chứ trên bản VC góc này không thể lên được. Ok. Có em vào mới lên được đó. Thôi, chỗ này không lên được. Có mỗi cái góc này lên được thôi hay sao ấy. Lên đâu? Chết cha, góc chỗ nào nhỉ? Đâu nhỉ? Thôi, không lên được rồi.
Má ơi. Cái góc nào nhỉ? What the fuck? Góc nào ấy? Đây góc góc gần đây gần đây gần đây. Cứ ra đây, cứ ra đây, anh đang tìm lại nó. Thôi em chết ở đây rồi. À mấy cái viên này thấp này. Đây đây đây. Đây rồi, đây rồi. Đây đây chỗ, chỗ này chỗ này chỗ này. Đây okay, rồi, chuẩn, đây chuẩn, rồi chuẩn. Đây. Let's go. Lên. Đúng linh là phải có lên một luôn. À còn 22 thằng nữa thôi, 20 tính cả mình. Ôi thôi à, cái gì đây trời ơi, đừng có chết nha. Có mất máu không? Có và bo nào. Ok bình tĩnh nha. Cái tiếng điện thoại em nó hơi bé, thì bọt cho em ê, đấy. Ê, ê, ê. Hình như có thằng ở hướng 210 SW. Bắn nóc được thì bắn. Không, anh cảm thấy thế thôi, tự nhiên thấy có một cái vệt vệt nó lăn tăn đấy. Ok. Rồi vào bo rồi này. Ừ. Hình như có thằng bị kẹt à? Đâu? Không phải. Không phải, cái trắng 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 đấy. Cái này là ánh nắng nó chiếu. Cái này là lỗi mát. Chiếu cái éo đi. Đây, tiếng súng em. Trên đầu mình. Ok. Cái góc này đây được không vậy? Đây có góc mà. Này. Nhìn nghe. Ôi. Ôi thôi. Ôi, không chết kìa. Ôi. Ơ cái bản này rơi thế mà không chết nhỉ? Đi đường này thôi. Thôi đi an toàn, đéo đéo leo kiểu đấy nó sợ. Nhớ hai hai anh em quạch quạch cả. Quạch quạch cái lăn đùng ra hẹo thì thôi. Công nhận bản này dễ ghê á. Leo top 10. Leo mít thì không chết. Trời ơi, bây giờ có chết đi chăng nữa thì cũng hơn top 10 rồi. Nó dễ ít máu nhỉ? Ừ, mất ít máu ghê á. Nó không như PC. Cẩn thận nha, trên đầu mình lúc nãy nghe tiếng bắn ấy. Ok. Nếu mà em tải BlueStacks về thì có chơi được ROS như kiểu chơi điện thoại không? Không biết được không? Chơi khó lắm, chơi sao được không? Yeah. Em ơi. Bên cạnh mình đi, bên cạnh mình. Biết rồi. Có đi qua đấy không? Ừ, thích thì qua luôn, cho nó gấp. Qua luôn. Không qua được, không qua được, không qua, gốc đấy không qua được đâu. Trừ phi anh trèo được lên được đây này. Ý anh là đi xuống xong rồi đi lên ở đầu bên kia. Điền, đi thế thì thôi, đi làm gì. Phải đi móc từ trên đầu nó móc xuống thì mới đi. Ok. Kiểm tra xem thằng nào chạy từ ngoài bo chạy vào. Đồng đồng kìa. Ờ, đang xem. Bật phải bắn gắt thế nhở, nghe khó chịu lắm rồi đấy. Ừ, nghe tiếng ca rất là rap. Nghe khó chịu ấy. Khó chịu kiểu lắm. Nghe đấy, chúng nó bắn nhau mà mình không bắn được, tức vãi. Đây đây, bo ra ngoài này. Mình ra đây lấy khu nhà trước, chặn bọn nó. Ok. Cú đêm điểm danh. Ô, thính em ơi, thính, thính. Thấy rồi. Nhưng xuống. Lụm. Rồi, ok. Anh lụm đi, em kiếm máu. Trời ơi, trận nào cũng thiếu máu này. Ok. Cover anh. Em kiếm máu mà. Kiếm máu được không cover rồi. Trời ơi, bận đi khám phá vùng đất mới. Không. Ờ anh bắn chung với anh Ân à? Ừ đúng rồi, anh bắn chung với Ân. Gắt nha. Úi giời, lại M249 đậu xanh. Lại còn không có mũ giáp gì ấy. Nà ní. Đây. Nà ní, bắn anh rồi. Anh Tuấn không nhận X8 à? Rồi tốt. Có một thằng.
Cẩn thận nhé anh ơi. Hay quá. Con. Chết luôn. Ok. Hai 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 hai. Vào đây, ba xác luôn. Lút chán. Trời ơi, giàu vậy. Có thể bớt giàu hơn được không? Đằng sau lưng kìa, đằng sau lưng kìa. Ừ, kệ báo đi. Đi ra đi em, mấy kết rồi này. Mũ 3 kìa, mũ 3 kìa, mũ 3 kìa. Đây, 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 đây. Mũ 3 toàn hỏng rồi. Hỏng cũng được. Thôi, 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 thôi. Trời ơi, giữa bo nha. Từ từ để em... Đừng, đừng cho bọn này vào bo, đừng cho bọn này vào bo. Kinh vậy, bắn gắt đấy. Để em cam cái bọn sau lưng mình, cái bọn mà bắn ca gắt đi. Và anh cũng đang cam đấy. Nó đến hình như ở chỗ hai cái nhà hồng rồi hay sao ấy. Đây đây đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Trước mặt này. Đúng rồi, nó đến hai cái nhà hồng rồi đấy. Ờ đấy anh bảo mà. Bo ra ngoài mình, bo ra ngoài mình, nó sẽ chạy qua okay. Mình thôi. Đây rồi, thấy thì nó lòi ra ở cửa sổ ấy rồi. Một viên vào đầu. Nấp rồi. Bay okay. Mũ rồi thì phải, bay mũ rồi. Bồ lao. Bây giờ sao? Không nhìn thấy. Chờ nó thôi. Đây rồi, anh lại nhìn đấy. Đó. Hai. Đầy không? Đầy em chí. Người Việt chứ Nam. Sao nó phải ra mình mà. Người Việt Nam. Trời ơi, đấu ca với mình nhá. Còn non lắm bạn này. Thôi nói đùa thôi. Lát nó sấy thì định mệnh. To cẩn mồm. Cẩn thận nhá. Cẩn thận bọn đằng sau nữa ấy. Bọn trong trong bo đấy. Thôi thôi đi 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 bo đi bo đi bo. Đi bo đi bo. Đợt mà mình lùi cái là vào bo luôn rồi. Có okay, căn okay. Nhà ngay dưới có căn nhà bắt bằng được bọn này thôi. Ok ok. Mình lùi vào căn nhà kho là vào bo rồi. Đừng có bắn mình nhá. Ôi xong. Knock 1. Xong cái gì ấy? Nó bắn anh giáp chứ làm sao? Knock 1 rồi. Ok. Nó chết ngoài bộ. Team bên kia, team bên kia, team bên kia. Hay. Có bọn dưới chân mình này. Dưới chân. Viền đồi chân. Em ơi. Ok ok ok. Viền đồi thôi xong rồi. Bo ra nó mình phải đẩy ra anh ơi. Em canh bọn đấy để anh bắn bọn đằng sau. Đây rồi em thấy nó rồi. Có thằng KS mạng của anh rồi. Cố lên. Nó ở đầu mấy cái... Đây, nó ở 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 đây. Đây nào. Đây rồi, nó trước mặt anh. Nó trước mặt anh luôn đấy, sau cái viền đá. Rồi, chết luôn. À. Rồi, em kêu luôn mạng cho anh rồi đấy. Okay, còn okay. Hai thôi, còn hai thôi, còn hai thôi. Còn hai thằng bên em đúng không? Đúng không? Không, không, hay không là biết, bên không này? Biết. Bên cái ụ tròn 1, bên ụ tròn 1 không biết, không rõ lắm. Ok. Khó rồi, ụ tròn. Làm sao để được cái ụ tròn cơ chứ? Đây anh đang định móc đây. Okay, em, okay. Em đứng bên đấy spam đạn đi hộ anh cái. Spam đi, spam đi. Anh qua ụ tròn. Không thấy. Đã thấy rồi. Đâu ấy.
Hay. Chết. Còn một thằng nữa thôi, còn một thằng nữa thôi. Hay, xong. hay. Tuyệt vời. Ok, top 1 nha. Top 1 rồi. Yeah. Trận này mình đi tham quan cái kia ấy quá.